vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nam ca sĩ Minh Vương cùng với bạn Lương Duy Thắng trên sân khấu này. Và ngay bây giờ sẽ là một phần trò chơi vận động dành cho Minh Vương. Đơn giản là tại vì chúng tôi thấy là Minh Vương có chia sẻ là ngày hôm nay sức khỏe của bạn ấy không tốt, và không tốt thì nên tập thể dục. Mà tập thể dục thì không gì tốt hơn là vận động bằng cách chơi một trò chơi của chúng tôi, đổ mồ hôi ra thì sẽ khỏe hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần trò chơi như sau. Trên tay của Nguyên Khang là một cái tấm bia. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ chia làm hai đội chơi, một đội phóng và một đội cầm. Điều quan trọng hơn nữa là chúng ta không chỉ chơi một mình, mà chúng ta sẽ chọn ra mỗi đội một vị khán giả chơi cùng với mình. Thế thì bây giờ mời Minh Vương chọn một khán giả chơi với Minh Phương, và Nguyên Khang sẽ chọn một khán giả chơi với Nguyên Khang. Đó là cô tham gia không à? Rồi mời em. Rồi mời hai bạn ra đây. Chúng ta có hai bạn nữ, bạn đứng đây. Khi mà đội này thi thì đội kia sẽ cầm, bạn nam sẽ là cầm. Đó là trường hợp mà ví dụ như là Minh Khang thi thì Minh Vương sẽ cầm. Và để cho tạo tính hấp dẫn của trò chơi thì các bạn sẽ phải bịt mắt phóng phi tiêu. Mỗi đội của chúng ta sẽ có 3 cái phi tiêu. Phóng trúng vô cái điểm nào á thì xin tính vô cái điểm đó. Mà rõ chưa? Cầm là phải giữ nguyên. Nếu các bạn phóng ô 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, phóng trúng là được 100 điểm. Trường hợp bạn phóng vô con mắt của đội đối phương, bạn sẽ nhận được số điểm đặc biệt hơn nha. Chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp lúc đầu có 2 mắt bình thường. Bây giờ đi, bạn đã sẵn sàng với trò chơi phóng phi tiêu chưa? Bây giờ thì bạn muốn bắt đầu trước hay là tôi bắt đầu trước? Ai bắt đầu trước cũng được đúng không ạ? Thật ra thì trò này sẽ hấp dẫn hơn nếu như mà hai đội của chúng ta thi với nhau mà có hình phạt. Và đặc biệt hơn nữa là chơi xong thì hát ngay ca khúc Anh Xin Lỗi Em thì nó sẽ phù hợp hơn. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với Nguyên Khang sẽ bắt đầu trước để cho bạn biết cách chơi. Thua là sẽ bị phạt đó nha, cho nên bạn phải cố gắng. Rồi bây giờ thì anh đeo vô đi. Rồi Minh Vương cầm vô đi. Cầm, bạn nhớ là khi mà bạn cầm thì miệng phải cười toe tét nha. Đây bạn đứng ra xa chút đó. Rồi cao lên một chút, che có đấy, đừng có đưa con mắt ra. Ok, bây giờ em cứ phóng đi nha, rồi chúng ta cộng điểm vô. Bây giờ chuẩn bị phi tiêu đầu tiên, bắt đầu. Được không ạ? Phi tiêu thứ hai, bắt đầu. Phi tiêu thứ ba, bắt đầu. Rồi hết chưa em? Trời ơi, còn cái nữa đâu rồi? Dính có một cái nữa hả? Ok, dính có một cái, tạm thời giữ đó đi. Giữ nguyên, giữ nguyên. Rồi bây giờ tới tôi phóng. Rồi. Ok, giữ nguyên, cười lên, cười lên. Ok, cười, ok, rồi. Chuẩn bị. Cái gì mà la dữ vậy? Trời. Ok, vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra. Chúng ta có một phi tiêu vào ở vòng 20, một phi tiêu ở vòng 10 là 30 điểm. Tổng điểm của Nguyên Khang, đội Nguyên Khang là 30 điểm. Rồi bây giờ mời đội bạn vô. 1, 2, 3 mũi tên bắn đi, bắt đầu. Mũi tên tiếp theo, vô. Mũi tên thứ 3, vô. Trời ơi, dữ vậy. Trời ơi, mới vô mà phóng được 60 với lại 50 rồi. Như vậy là tổng điểm của bạn tạm thời đó là 110. Nhưng mà nãy giờ là xé nháp làm thử thôi, chứ có gì đâu. Rồi gì hé hé nữa. Rồi. Rồi có thế. Chuẩn bị. Che cái, em che lại giùm anh coi, chơi ăn gian kìa. Che lên, che lên, che lên. Rồi. Chuẩn bị. 1. 2. 3. Trời hay quá. Mà muốn bị tiêu mà toàn tê vậy nè. Rồi bây giờ trong trò chơi này của chúng tôi thì cả hai bạn nam của chúng ta đều phóng rất dở, các bạn nữ là phóng tốt hơn, cho nên là trong cái phần này thì hai bạn nữ sẽ là người giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ có 2 phần quà dành cho hai bạn nữ. Bây giờ không phân biệt đội nữa, là tại vì bạn phóng dở quá thiệt á. Tôi thấy tôi phóng dở rồi mà tôi chưa thấy ai phóng dở như bạn vậy đó. Bây giờ thì xin gửi đến 2 phần quà dành cho 2 bạn khán giả. Nè,
hình phạt dành cho bạn và tôi mới nghĩ ra thôi. Thật ra là cái trò này tôi chỉ nghĩ là dành riêng cho bạn. Thưa quý vị, trò này sẽ là như sau. Nguyên Khang có một cái đồng hồ. Cái đồng hồ này nó đang hiện ở số là 0. Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần gặp bụng dành cho Nguyên Khang và Minh Dương. Nếu mà Hạ gặp bụng mà thua Nguyên Khang là gặp gấp đôi, nghe chưa? Và bây giờ tôi chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. 1, Hạ lên. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lên nữa đi. 15, 7 phút rồi. 16, 17, 18, lên nữa chưa đâu. 19, 20, 21, mấy giây rồi? 28 giây rồi, còn 30 giây nữa. Lên nữa. 25, lên nữa. Ăn vàng quá. 26, 27, cười tươi lên. 28, 29, lên nữa. 29, lên nữa. 29, 30, 31, thấp xuống. Lên, lên lại lên. 32. Em đưa lại đây em coi. Tại sao bạn có thể gặp bụng trong vòng 1 phút mà chỉ có được có 32 cái à? Hả? Em chưa tập bao giờ. Chưa tập bao giờ đúng không? Bây giờ là cơ hội để bạn tập. Rồi bây giờ tới lượt tôi. Bạn gặp bạn phải có hồn nè. Bạn coi tôi demo nè. Dạ. Khi mà gặp bụng xong là miệng vẫn phải cười toe toét, dù trong tình trạng đau đớn như thế nào đi nữa. Bạn nhớ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vẫn cười đúng không? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 rồi đúng không? Bên đây đối thủ là bao nhiêu? Bạn trả lời tôi nghe coi. Được 42. 32. 32 bên đây được nhiêu? Bên đây được 35 nha. Thật ra thì cái trò chơi này của chúng tôi phóng phi tiêu á là đã giúp cho bạn luyện được cơ mắt nha. Và cái gần gặp bụng là giúp cho bạn được cơ bụng. Sở dĩ mà chúng tôi nghĩ ra một trò chơi như vậy là chúng tôi nghĩ là một ca sĩ cần phải có sức khỏe. Vâng, rõ ràng là bây giờ tôi thấy một múi của bạn nó chia ra thành 6 múi rồi nha. Rất đẹp nha, chúc mừng bạn. Cảm ơn anh rất nhiều. Hãy dành một tràng pháo tay cho Minh Vương à. Thế là như vậy là cứ theo thực đơn của bác sĩ nha. Mỗi ngày chúng ta 3 cử, mỗi cử chúng ta gặp bụng 15 lần. Ôi lộn, 15 phút. Dạ, vâng. Và xin được cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm giác của bạn bây giờ lúc này như thế nào? Nó hơi đau đúng không? Nói chung là hơi đau, hơi đau. Không sao đâu. Như vậy thì đau nó mới có tác dụng, nó mới vô đó.